Xin chào các bạn, tôi là Hà Phong, chuyên viên kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn Fisa Việt Nam. Video này tôi xin hướng dẫn các bạn kiểm tra tình trạng thiết bị trên tủ Hojiki Latitude để xem tình trạng thiết bị, đầu báo, module. Chúng ta thao tác như sau. Đầu tiên, bấm vào màn hình, bấm Active Control, vào Level 2, nhập 6 số 2, bấm Submit, bấm View Device. Để kiểm tra thiết bị ở loop nào thì chúng ta bấm vào loop đó. Tôi sẽ kiểm tra thiết bị ở trên loop 2. Trên loop 2 hiện tại tôi đang gắn một thiết bị, đó là đầu báo khói. Tôi bấm On, bấm Show. Màn hình hiển thị thiết bị đang có trên hệ thống, bấm More Detail để xem chi tiết. Trạng thái của thiết bị, trạng thái bình thường, giá trị là 57. Khi có báo cháy, giá trị này sẽ tăng lên 255. Vậy là đã kiểm tra được tình trạng của thiết bị. Xin cảm ơn.